Thùy Anh xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Rất vui vì ngày hôm nay có cơ hội đồng hành cùng quý vị ở trong livestream Nhi khoa phát triển và an toàn tiêm chủng. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ trên fanpage Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Thì cả nhà thân mến, thế giới không những rộng lớn mà còn phát triển không ngừng. Thì niềm hạnh phúc của các bậc làm cha, làm mẹ là được đồng hành và chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày. Thì dẫu vậy thì không có bố mẹ nào mà có thể đồng hành, rồi nâng niu, che chở hay là bảo bọc con suốt cả cuộc đời. Thế cho nên cuối cùng cái điều quan trọng á, là bé sẽ có một cái nền tảng sức khỏe vững vàng mới là cái điều quan trọng nhất. Và bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý nè, rồi một cái lối sống lành mạnh, thì việc thực hiện thăm khám định kỳ theo chương trình giám sát nhi khoa phát triển sẽ giúp con đạt được thể trạng và sức khỏe lý tưởng nhất. Giám sát phát triển là một cách thức quan trọng mà bác sĩ nhi khoa sẽ nhận biết được trẻ có nguy cơ khiếm khuyết phát triển hay là không. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thì tự hào là đơn vị đầu tiên ở trong cả nước triển khai cái chương trình này. Và chắc chắn chúng ta sẽ có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề như là nhi khoa phát triển là gì nè. Rồi những cái dấu hiệu mà ba mẹ cần phải lưu ý để đưa bé đến khám nhi khoa phát triển. Rồi việc kết hợp giữa nhi khoa phát triển với tiêm ngừa an toàn tại Phương Châu thì sẽ mang được đến những cái lợi ích gì cho bé. Thì Thùy Anh tin rằng trong cái buổi livestream tối nay á, thì sẽ giúp phần nào cho cả nhà giải đáp được những cái thắc mắc này với những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia. Và đây là một cái chủ đề thiết thực để có kiến thức và giúp con đạt được thể trạng và sức khỏe lý tưởng nhất. Thì cả nhà mình ơi, hãy chia sẻ đường dẫn livestream này đến với gia đình, bạn bè, người thân để chúng ta lan tỏa những cái thông tin bổ ích đến với cộng đồng. Và ngay từ bây giờ, nếu mà có câu hỏi là quý vị có thể gửi về để được bác sĩ ưu tiên giải đáp. Kính thưa quý vị, với chủ đề kỳ này, chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nguyễn Nhật Trung, giám đốc nhi khoa Tập đoàn Y tế Phương Châu. Dạ, xin chào bác sĩ Trung. Dạ, cùng với bác sĩ Nguyễn Thị Mai Phương, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào bác sĩ Phương. Dạ rồi, và thay mặt những người thực hiện chương trình thì Thùy Anh xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Trung và bác sĩ Phương đã sắp xếp thời gian để đồng hành cùng chúng ta và giúp cho cả nhà mình giải đáp được những cái thắc mắc ở xung quanh chủ đề này. Kính thưa quý vị, khiếm khuyết phát triển ở trẻ em là tình trạng rối loạn hoặc là chậm phát triển về ngôn ngữ, về giao tiếp, hành vi, về năng lực, về cảm xúc, hoặc là có thể nặng hơn nữa là tăng động giảm chú ý hoặc là rối loạn phổ tự kỷ. Và theo thống kê tại một số nước, cái tỷ lệ mà trẻ bị rối loạn cảm xúc hành vi này nó chiếm cái tỷ lệ là lên đến là 11-20% ở bất kỳ thời điểm nào luôn. Nhưng mà phổ biến là từ cái nhóm tuổi là từ 2-5 tuổi, tức là độ tuổi mà trước khi các con mình đến trường học. Và rối loạn phát triển hành vi ngày nay được đánh giá nằm trong nhóm 5 bệnh mãn tính phổ biến ở trẻ em. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ Thùy Anh xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nguyễn Nhật Trung, giám đốc nhi khoa Tập đoàn Y tế Phương Châu, sẽ chia sẻ về cái chủ đề của chương trình là giám sát nhi khoa phát triển. Xin mời bác sĩ Trung. Cảm ơn Thùy Anh. Bác sĩ Trung xin chào tất cả các anh chị phụ huynh, các bạn tham dự trực tiếp chương trình livestream tối nay của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Thì cái khái niệm về một cái chương trình giám sát nhi khoa phát triển thì nó thật sự là mới, ngay cả đối với các bác sĩ nhi tổng quát, cả phụ huynh và cả những giáo viên mà chăm sóc các bé ở độ tuổi đi học. Thì chúng ta đã biết là khi mà cái tốc độ phát triển của xã hội ngày càng nhanh hơn, cái thời gian mà gắn kết của con trẻ đối với ba mẹ hay là những người chăm sóc chính trong gia đình á, càng ngày càng ít đi, thì cái khả năng mà đưa đến những cái khiếm khuyết phát triển của trẻ càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi người chúng ta đều biết là trong thời gian mang thai, trong con còn trong bụng mẹ đó, thì cái sự gắn kết của mẹ và con á, là như là một. Con vui thì mẹ vui thì con vui, mẹ buồn thì con cũng buồn, mẹ ốm thì con cũng không khỏe, mẹ dinh dưỡng tốt thì con cũng được dinh dưỡng tốt theo. Mẹ thở là thở cho con, ăn uống là ăn uống cho con. Những cái gắn kết đó là giống như là một, mẹ với con là một. Thì sau khi mà em bé sanh ra đời thì trong thời gian đầu, khoảng 6 tháng đầu mà lúc mà mẹ chưa đi làm thì
cái gắn kết của mẹ và bé vẫn còn rất là tốt, là qua bầu sữa mẹ rồi qua cái sự chăm sóc hàng ngày của mẹ. Nhưng mà thường là từ cái giai đoạn mà bắt đầu mẹ đi làm trở đi á, là từ sau 6 tháng á, thì cái gắn kết đó nó sẽ mất dần dần. Gắn kết của trẻ với ba và mẹ, của những người chăm sóc chính cho con á, thì nó mất đi dần dần. Những ba mẹ mà càng tất bật với cuộc sống á, thì là cái sự chia sẻ, cái sự gắn kết cũng như là giáo dục con á, giao tiếp với con á, thì nó càng ngày càng ít đi. Thì chúng ta biết là một em bé mà từ khoảng từ 0 đến 3 tuổi á, là cái thời gian mà 0 đến 3 tuổi là con được học những cái kiến thức là nó nhiều hơn là một trẻ mà một người mà đi vô học đại học trong vòng 4 đến 5 năm. Tức là cái kiến thức của con học rất là nhiều, mặc dù là lúc đó là chỉ có là học lật, học ngồi, học bò, học đứng lên, rồi học đi, rồi học nói, học giao tiếp, rồi học những cái tương tác với những cái môi trường xung quanh, ví dụ như ba mẹ hay là những người lạ, hay là các cái trò chơi hàng ngày. Thì trong vòng 3 năm đầu đó là cái học của con rất là nhiều. Thì nhưng mà cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn mà dễ bị tổn thương và dễ bị ảnh hưởng đến những cái khiếm khuyết phát triển, đặc biệt là vấn đề về phát triển về ngôn ngữ và giao tiếp. Thì thường là con đã giao tiếp từ ở trong bụng mẹ rồi sau khi sanh ra là bắt đầu mà chừng vài ngày sau sanh thì bắt đầu là con đã mở mắt, con đã giao tiếp với ba mẹ. Thì những cái chia sẻ, những cái giao tiếp hay là những cái yêu thương mà vỗ về gắn kết giữa ba mẹ và con á, là giúp cho con đã tương tác, đã giao tiếp. Đôi khi con chỉ là cười, con chỉ bập bẹ cái môi hay là con quẩy tay quẩy chân, đó là một cái cách là con giao tiếp với ba mẹ. Thì khi mà những cái gắn kết mà nó đứt gãy đi dần dần khi mà ba mẹ đi làm á, thì là các cái kết nối đó nó phát triển, mà những cái vấn đề ảnh hưởng nhiều nhất đối với con trẻ là cái phát triển về ngôn ngữ và giao tiếp. Có nhiều em bé là đến 3 tuổi vẫn chưa, đến 2 tuổi, gần 3 tuổi vẫn chưa nói được câu có từ có hai chữ ghép lại. Thì người ta chia các cái giai đoạn phát triển của em bé là từng cái giai đoạn và độ tuổi, ví dụ như là từ 0 đến 3 tuổi là một cái giai đoạn, rồi từ 3 tuổi cho đến cái tuổi 6 tuổi là bắt đầu là cái tuổi đi học mầm non là một giai đoạn, rồi từ cái tuổi từ tuổi tiểu học, tức là từ lớp 1 cho đến lớp 6 là một cái giai đoạn, rồi tuổi cấp 2 là một giai đoạn, tuổi cấp 3 là một cái giai đoạn. Thì từng cái giai đoạn phát triển như vậy là con có phát triển những cái giai đoạn độ tuổi nó phù hợp với lứa tuổi đó. Thì cái chuyện mà đứt gãy các cái giao tiếp hay là cái giáo dục hay là các cái vấn đề về phát triển hành vi á, thì nó ảnh hưởng á, thì là con nếu mà cái giai đoạn nó mất đi rồi á, thì con sẽ không kịp được nữa. Ví dụ như là cái tuổi trong hai năm đầu là học nói á, nhưng mà con không có giao tiếp với ba mẹ, không có giao tiếp mà suốt ngày chỉ ngồi xem truyền hình, coi điện thoại, thì cái thời gian con học nói nó qua đi rồi á, thì đến lúc mà 3 tuổi bắt đầu mình mới thấy là con nó bất thường mà dậy á, thì là không kịp nữa, thì bắt đầu là bé nó rối loạn ngôn ngữ, nó rối loạn cái khả năng giao tiếp. Thì như vậy là cái chương trình Nhi khoa phát triển là một cái chương trình nó bao phủ cái vấn đề theo dõi từng cái giai đoạn phát triển theo từng cái độ tuổi của con đó, bác sĩ cùng với ba mẹ để giám sát các cái giai đoạn, các cái mốc phát triển đó, để bác sĩ giúp cho ba mẹ và gia đình để biết cái cách mà tương tác với con, để biết cách dạy con về các cái giao tiếp, về các cái hành vi, cũng như là ngoài cái chuyện đó là còn các cái vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như dinh dưỡng hay là các cái vấn đề sức khỏe răng miệng khác cũng bao gồm trong cái chương trình này. Cho nên những năm về sau này thì Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ họ khuyến cáo một cái chương trình Nhi khoa phát triển để giám sát phòng ngừa. Ở đây chúng ta biết là phòng ngừa các cái vấn đề phát triển ở trẻ em ở tất cả các cái giai đoạn độ tuổi từ sau sanh cho đến cái tuổi trưởng thành, là chương trình Nhi khoa phát triển là như vậy. Và cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Trung. Thì hiện tại Thùy Anh cũng có nhận được một câu hỏi từ khách hàng có tên là Loan Nguyễn. Thì khách hàng hỏi là thưa bác sĩ, thì môi trường xung quanh có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ? Và thêm một câu là tại sao mà trẻ cần phải đến thăm khám Nhi khoa phát triển cùng lúc với thời điểm tiêm chủng? Xin mời bác sĩ Trung ạ. Cảm ơn Thùy Anh, cảm ơn câu hỏi của chị Loan Nguyễn, câu hỏi rất là hay.
cái phần mà khám với cái thời điểm tiêm chủng á, thì cái này là cái khuyến cáo chung của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ. Thì các cái mốc mà mình đánh giá phát triển của con á, là nó trùng hợp với cái thời điểm để tiêm chủng. Chúng ta biết là em bé tiêm chủng là sau khi sanh ra là tiêm chủng, là sau sanh rồi thì bắt đầu 2 tháng là con bắt đầu sẽ tiêm các cái mũi tiêm của 6 trong 1 hay phế cầu hay là uống rota. 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Thì những cái thời điểm đó là bé đến bệnh viện để tiêm chủng. Thì khi mà đi tiêm chủng như vậy thì là có cái thời gian theo dõi sau tiêm. Sau khi tiêm là theo dõi 30 phút trước khi em bé đi về, để coi các cái tác dụng phụ của thuốc hay là cái vấn đề con tiêm nó có vấn đề gì không. Thì trong thời gian như vậy là con có thời gian để ghé qua thăm khám với chương trình nhi khoa phát triển. Và cái chương trình nhi khoa phát triển nó cũng gắn với các cái cột mốc của tiêm chủng đó. Tức là cũng khám đánh giá lúc bé 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 9 tháng rồi đến 5 tuổi cho đến cái tuổi trưởng thành luôn là vậy. Như vậy là cùng thời điểm như vậy á, thì ba mẹ sẽ nhớ đến cái chương trình nhi khoa phát triển để cùng đồng hành với bác sĩ để mà giám sát các cái vấn đề phát triển của con. Về các cái vấn đề như nãy bác sĩ Trung và Thùy Anh chia sẻ đó, là các vấn đề về ngôn ngữ nè, các vấn đề về phát triển hành vi, các vấn đề về giao tiếp xã hội. Ở trẻ lớn hơn thì các cái vấn đề về tính khí, về cái lòng tự trọng, rồi cái sự tự tin ở trường học, rồi các cái vấn đề về học tập khác, cũng như là các cái cảm xúc như là có thể là trầm cảm hay là tăng động quá mức chẳng hạn. Rồi bên cạnh đó là còn những cái vấn đề khác, ví dụ như là sức khỏe răng miệng, các vấn đề về dinh dưỡng. Dinh dưỡng hiện nay nổi trội lên là các vấn đề về béo phì. Thì kết hợp với một cái chương trình như vậy là con không những là được tiêm chủng hay không, ngoài cái việc tiêm chủng mà còn được giám sát rất là nhiều các cái vấn đề sức khỏe khác trong cái chương trình nhi khoa phát triển. Mà hiện nay là ví dụ như ở các cái trung tâm tiêm chủng thì chúng ta chỉ thực hiện tiêm chủng không, thì chúng ta sẽ không làm được cái chương trình như vậy. Thì một cái chương trình mà nhân văn của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu là sẽ giúp cho gia đình và cộng đồng phòng ngừa các cái vấn đề phát triển của con kết hợp cùng với cái thời điểm tiêm chủng là như vậy. Và một câu hỏi tiếp theo từ khách hàng tên là Thiên Thanh. Khách hàng có hỏi là bé trai nhà em đến 2 tuổi rưỡi mà chỉ nói được vài từ, tối đa có một câu là chỉ có 2-3 từ thôi. Như vậy có phải là cháu bị chậm nói không? Và em cần phải khám theo dõi cháu như thế nào? Dạ, xin mời bác sĩ Trung ạ. Thường thì khi mà gia đình đưa ra một cái thông tin mà chỉ đơn thuần như vậy thì bác sĩ Trung cũng chưa có đánh giá hết là cái vấn đề của con. Tại vì nó còn rất là nhiều yếu tố khác nữa. Thường là trong một cái chương trình nhi khoa phát triển thì trước khi mà vào thăm khám với bác sĩ thì gia đình sẽ làm một cái bản trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi là những cái vấn đề mà con ở nhà, các vấn đề sức khỏe của con, tiền sử trước đây cũng như là các vấn đề về chăm sóc ở nhà như thế nào, các vấn đề mà bà mẹ lo lắng, ví dụ như ở đây là vấn đề về ngôn ngữ. Thì 2 tuổi rưỡi tức là khoảng 30 tháng mà chưa nói được thành câu thì đã là chậm. Như tình trạng bé này là chậm. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là cái chậm phát triển ngôn ngữ này là do đâu. Thì cũng có những cái trường hợp là người ta thấy là bé trai á, thì là chậm ngôn ngữ hơn bé gái. Bé gái sẽ nói sớm và nói nhiều hơn. Ngay cả lớn cũng vậy. Rồi những bé cũng có những trường hợp là các cái bé là nói nó lựa lời nó nói. Tức là có bạn thì dùng ngôn ngữ, dùng từ rất là giỏi, tức là đôi khi là dùng không hiểu cái từ đó nhưng mà vẫn dùng luôn, là nói líu lưỡi hay là nói không rõ. Nhưng mà cũng có những bạn là rất là kén chọn cái từ mà đưa ra nói, dùng cái từ đó như thế nào, cho nên là ngại nói. Thì cái đó là cái vấn đề về chậm hay là ngại. Nhưng mà những em bé mà đến 3 tuổi mà vẫn chưa nói thành câu thì hoặc là đến 2 tuổi mà vẫn chưa nói được từ đôi trở lên, tức là từ đôi tức là đi chơi hay là ăn cơm hay là mẹ về gì đấy mà vẫn chưa nói được, là những em bé đó là bị chậm ngôn ngữ, thì nên đến khám và giám sát các cái vấn đề đó. Chiều nay thì bác sĩ Trung cũng có khám một em bé, là cái này bác sĩ Trung lấy cái ví dụ thì các anh chị sẽ hình dung rõ hơn, là bé là 2 tuổi rưỡi là 30 tháng á, là đến khám là vì là lý do là chậm ngôn ngữ. Thì em bé này nó có tình huống là mẹ là sau khi sanh ra đến 6 tháng mà đi làm á, thì là giao em bé cho bà.
bà ở dưới Sóc Trăng, rồi mẹ lên Bình Dương làm việc. Thì như vậy là cái gắn kết như bác Trung nói lúc nãy á, thì cái gắn kết mà giao tiếp của bé với lại ba mẹ là mất đi, ba mẹ đi lên Bình Dương luôn, chỉ còn bà chăm thôi. Bà thì lớn tuổi, cho nên là cái giao tiếp của em bé nó mất đi từ cái giai đoạn mà 6 tháng trở đi. Trong khi trước đó là 6 tháng là bé giao tiếp, bà nói là bình thường. Thì 6 tháng trở đi là cái thời điểm mà con học giao tiếp, học nói, học từ á, rồi giao tiếp bằng mắt với ba mẹ, gia đình hay là người xung quanh rất là nhiều. Nhưng mà bé này vẫn chưa có nói được từ đôi. Đó là từ đôi, ví dụ như mẹ về đi ăn, đi chơi gì đấy thì vẫn chưa nói được. Và em bé này là hỏi bà thì trong thời gian mà bà chăm á, thì là bà lớn tuổi cho nên cũng khả năng cũng giao tiếp với con cũng ít. Thành ra là cứ để thả bé ra chơi một mình. Hoặc là quấy thì mở tivi lên cho con xem. Thì cái thời gian vàng mà để mà giao tiếp, mà học từ, học nói, học giao tiếp, học ngôn ngữ là nó trôi đi qua rồi. Thành ra khi mà bé đến khám chịu Bắc Trung là nói không được. Và em bé này nó không có giao tiếp bằng mắt. Tại trước giờ nó không có giao tiếp. Tức là mình gọi nó hay là nói chuyện với nó cứ nhìn đi đâu á, nó đi tìm cái gì xung quanh, nó tìm trái banh, nó tìm cái bút, rồi nó nghịch phá cái ghế, cái bàn khám của bác sĩ. Nó không có giao tiếp bằng mắt được. Thì bà nói là cái tình trạng nó cũng kéo dài cũng lâu rồi. Thì như vậy là cái khả năng giao tiếp của em bé này chậm, em bé này phải can thiệp về ngôn ngữ. Tại vì nếu mà em bé này nó giao tiếp không được mà nó đi trẻ đó, tức là cái tuổi 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi là bắt đầu đi nhà trẻ đó, thì vô nhà trẻ mà nói với bạn không được á, không giao tiếp được với bạn, không chơi được với bạn á, thì là bạn cũng không chơi với mình. Thì đâm ra là sau đó cái giai đoạn sau nữa là bắt đầu tính khí sẽ khó khăn lên, cọc cằn lên, rồi có thể là dễ hung hăng, đó là nói không bạn không hiểu, không chơi với mình đó là bực. Hoặc là cái khả năng là tách biệt ra là không ai chơi với mình hết, cho nên ngồi góc mình chơi với mình. Hoặc là cái khả năng là tăng động là bằng cái cách là cái năng lượng nó thoát ra là bằng cách là nghịch phá, đập phá hay là làm những cái việc khác. Nó thành ra nó sẽ kéo theo những cái chuỗi bất thường khác mà mình cũng phải lưu ý. Thành ra cái vấn đề nhi khoa phát triển không phải là vấn đề mà can thiệp lúc em bé nó có vấn đề, mà chúng ta phòng ngừa từ cái giai đoạn mà từ sau sanh ra luôn. Và gia đình cũng phải hiểu vấn đề đó để mà cùng đồng hành với bác sĩ, để bác sĩ hướng dẫn cho cái cách mà biết từng cái giai đoạn phát triển của con, từng cái độ tuổi mà mình can thiệp để cho bé nó không bị khiếm khuyết, nó không bị mất đi những cái thời điểm vàng như vậy. Và càng lớn lên là càng nhiều vấn đề nữa. Thùy Anh. Dạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ với cái trường hợp rất là cụ thể từ bác sĩ Trung vừa rồi. Thì Thùy Anh hy vọng rằng thì thông qua một cái trường hợp cụ thể mà bác sĩ Trung vừa chia sẻ thì quý gia đình mình có thể có những cái lưu ý về những cái dấu hiệu, đặc biệt là trong về những cái vấn đề về giao tiếp của bé, để chúng ta có thể kịp thời đưa bé đến thăm khám theo cái chương trình nhi khoa phát triển. Và tiếp theo một câu hỏi về tiêm ngừa thì chắc thì em sẽ xin phép mời bác sĩ Phương. Khách hàng Ngọc Nguyễn có hỏi là tuần trước mình cho bé đi tiêm lao nhưng về bé không sốt, thì nhà hàng xóm bảo là không sốt có phải là thuốc giả, thì như vậy là có phải hay không, thưa bác sĩ Phương ạ? Cảm ơn Thùy Anh và cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn Ngọc Nguyễn. Thì thật ra trong quá trình ngồi khám tiêm ngừa thì bác Phương cũng nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc tiêm lao, ví dụ như là không sốt hoặc là mình sẽ không thấy cái nốt sẹo phản ứng lao á, thì có phải là không có tác dụng của thuốc hay không? Thì thật ra là cái cơ địa và cái đáp ứng miễn dịch của mỗi bé là mỗi khác. Những em bé nào mà hệ miễn dịch con đáp ứng mạnh mẽ thì có thể con sẽ sốt rất là cao sau tiêm, hoặc là con nổi hạch lao rất là to ở vai, ở dưới nách hoặc là ở cái hố thượng đòn. Còn có những bé thì hoàn toàn không sốt, không có quấy, không khó chịu sau tiêm. Hoặc là cái sẹo lao thậm chí không có luôn, thì mình cũng sẽ không cần phải tiêm ngừa lại và vaccine vẫn có tác dụng giống như những em bé có sốt. Cái việc sốt nó không đánh giá cái hiệu quả tiêm ngừa. Sốt hay không là tùy vào mỗi bạn, tùy vào đáp ứng miễn dịch của mỗi bé, nên là mẹ cứ yên tâm và mình cứ đi tiếp những mũi tiêm kế tiếp theo đúng lịch của bác sĩ mà không cần phải tiêm lại. Bác Trung cũng bổ sung thêm là cái tiêm ngừa lao đó là một cái phản ứng muộn, quá mẫn muộn, tức là cái phản ứng mà chỗ cái tim là cái quá mẫn muộn. Sau khi tiêm ngừa lao thì thường nó cũng phải 1 đến 2 tháng nó có phản ứng nơi cái vết tim. Và thường là những cái ngày đầu sau tiêm là không có một cái dấu hiệu gì hết. Không có một cái dấu hiệu hết, tại vì cái phản ứng là phản ứng muộn.
cho nên là nó xuất hiện là cũng phải sau một tháng ở chỗ, thường là sau một tháng ở chỗ cái vết tim thôi, cho nên hầu hết là không có sốt. Mẹ an tâm. Dạ, rồi. Thì anh cảm ơn phần chia sẻ từ bác sĩ Trung và bác sĩ Phương. Và một câu hỏi tiếp theo từ khách hàng Lan Trần, thì khách hàng có hỏi là con em đến kỳ tiêm ngừa viêm não nhưng gia đình bận quá, quên lịch tiêm trễ 2 tháng rồi. Bác cho hỏi như vậy là có cần tiêm lại từ đầu hay không, hay là tiếp tục tiêm mũi thứ 2? Xin mời bác Phương ạ. Cảm ơn Thùy Anh và cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì nếu như mình đã đi tiêm mũi thứ nhất và đến cái lịch tiêm mũi thứ hai mình bận việc hoặc mình quên lịch tiêm đó, thì bất cứ khi nào mình nhớ ra cái ngày tiêm thì mình sẽ tiếp tục đến cơ sở y tế để mình tiêm tiếp mũi thứ hai, mà không cần phải tiêm lại từ đầu. Tại vì cái lịch bác sĩ hẹn mình cái mũi tiêm kế tiếp là ngày sớm nhất, ngày sớm nhất có thể tiêm. Đối với viêm não Nhật Bản thì sẽ không có giới hạn tuổi tiêm. Ví dụ như một số vaccine giới hạn tuổi tiêm, ví dụ như là vaccine Rota uống thì sẽ giới hạn tháng tuổi, hoặc là vaccine phế cầu chẳng hạn thì nó sẽ có giới hạn cái tháng tuổi, cái phác đồ nó sẽ theo tháng tuổi, hoặc vaccine 6 trong 1 thì sẽ giới hạn ở trước 2 tuổi. Thì đó, những vaccine mà giới hạn tuổi tiêm á, thì mình sẽ phải hoàn thành trước cái tuổi quy định. Còn riêng đối với vaccine viêm não Nhật Bản thì không có giới hạn tuổi tiêm, cho nên mình sẽ tiêm mũi kế tiếp ngay khi mà mình nhớ ra cái lịch và mình đi tiêm, chứ mình sẽ không phải bỏ mũi đầu để tiêm lại mũi đầu, mà mình sẽ đi tiếp cái lịch mũi thứ hai như là bác sĩ hẹn mình. Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho bác sĩ Trung, mà chắc có lẽ là rất nhiều khách hàng quan tâm về cái vấn đề giao tiếp của con. Thì một khách hàng có hỏi là con gái em học lớp 2, 9 tuổi nhưng mà bé rất là nhát và ít nói. Như vậy thì em cần phải làm gì và có cần đi khám trong cái chương trình này hay không, thưa bác sĩ Trung ạ? Một câu hỏi cũng rất là hay, mà nó cũng có trong cái chương trình nhi khoa phát triển, mà khi mà bác sĩ ngồi thăm khám á, thì có thể gặp. Thì cái này gọi là một cái bảng dạng tính khí của con. Thường là cái độ tuổi mà tiểu học đó là bộc lộ ra rõ. Thì cái dạng tính khí nó có, nó người ta chia ra làm nhiều kiểu. Cái kiểu mà ba mẹ mà hài lòng mà thích nhất là cái kiểu mà dễ đó, dễ tính đó. Tức là dễ tính là sao, là cái bạn đó là đi học hay là tới một cái môi trường khác, hay là gặp một cái người mới quen thôi, cũng sẽ sát vô nói chuyện chơi hay là tương tác với nhau rất là dễ dàng, không có ngại gì hết. Trường hợp mà cái lạ quá đó thì lúc đó mới dè chừng một tí thôi, nhưng mà sau đó là cũng sẽ nhào vô và tương tác chơi với các bạn liền, hay là cái môi trường xung quanh liền. Thì cái đó, cái dạng tính khí đó là thường là ba mẹ sẽ gọi là thích. Cái dạng thứ hai cũng hay gặp đó là cái dạng mà Thùy Anh vừa hỏi câu hỏi của các bạn trong livestream chia sẻ, tức là cái tính khí nhút nhát. Nhút nhát đó là sao? Là con quan sát là xem cái vấn đề đó mình có thích hay không, mình có phù hợp hay không. Cho nên là không có tương tác liền, thành ra nó sẽ chậm hơn. Và những cái dạng tính khí đó là thường gặp nhất là trên 50% các bé ở độ tuổi tiểu học là như vậy. Cũng có những bé là khi mà cái tác động nó dễ chịu hơn á, trong một cái môi trường dễ chịu hơn á, thì cái tính nhút nhát đó nó sẽ bớt đi, bé nó sẽ hòa nhập liền, nó tương tác, nó giao tiếp với môi trường xung quanh liền. Còn cái môi trường mà nó khó khăn hơn, ví dụ như lạ quá, ồn ào quá, hay là nhiều người tức là vô một cái môi trường mà bản thân bạn là nhút nhát, mà mấy bạn kia xung quá là bạn lại ngại hơn, thì bạn lại dè chừng, là bạn lại phòng thủ thêm một thời gian, thì những bé nhút nhát đó, không phải là những bé đó là nó sẽ suốt đời nó phải là như vậy, mà sau này khi mà cái môi trường thuận lợi thì con nó sẽ bộc lộ cái tính, nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như mình cũng nên, ba mẹ cũng làm gì là chia sẻ với con là tự tin, tạo cho con một cái sự tự tin hơn. Cũng như là nếu mà nhút nhát quá thì mình những cái tác động nó thường xuyên hơn á, thì là con sẽ bớt dần cái nhút nhát nó đi. Ví dụ như là trong một cái môi trường mà con nó nhút nhát trong lớp học chẳng hạn, nhưng mà khi có bạn rồi, các bạn cũng lôi kéo, cũng tương tác với con á, chủ động tương tác với con, thì con sẽ hòa nhập vô cái với các bạn khác, nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà đặc biệt là cũng tạo cho con cái tính tự tin. Đối với những bé nhút nhát như vậy thì đừng có
cũng để ý là bên ba mẹ cũng như là bên nhà trường á, cố gắng là khuyến khích, động viên, tạo năng lượng, kích thích tạo năng lượng và có lời khen. Lời khen là một cái sự động viên đó. Cố gắng là không khiển trách, không khiển trách chê bai. Tại vì những bạn đó mà mình thường cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề mà khiển trách chê bai, thì bạn đó là càng rút lui lại hơn. Đó thì đối với những bạn đó là bình thường thôi, nhưng mà mình cái cách mà để cho các bạn dễ hòa nhập hơn, dễ mạnh dạn hơn đó, thì là có những cách mà ba mẹ nhà trường có thể làm được. Thì anh xin cảm ơn phần chia sẻ từ bác sĩ Trung. Thì qua phần chia sẻ này thì anh đang hiểu là giống như là ba mẹ mình sẽ có những cái lời khen, những cái lời động viên cho con trong những cái trường hợp mà bé là hơi nhút nhát, hoặc là bé có những cái mà mình hơi bị hạn chế về cái hành vi, thì chính cái sự động viên khen ngợi đó sẽ giúp con mình nó từ từ cải thiện hơn. Vâng, và tiếp theo thì kính thưa quý vị khán giả, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đang tự hào là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình giám sát phát triển nhi. Chúng tôi hiểu rằng thì mỗi ngày con khôn lớn, phát triển toàn diện về thể chất và tâm hồn là một cái mong ước thiết tha của các bậc làm cha mẹ. Và chương trình nhi khoa phát triển là một mô thức mà qua đó là có sự đồng hành của bác sĩ và ba mẹ, sẽ giúp gắn kết, gieo trồng và tưới tẩm thương yêu cho con của chúng ta mỗi ngày. Qua đó giúp con phát triển tốt, đúng giai đoạn và độ tuổi nè, an toàn trong sinh hoạt hàng ngày nữa, phòng ngừa được các bệnh và các rối loạn trong từng giai đoạn phát triển. Và cái việc này nên được thực hiện trong những cái lần thăm khám sức khỏe nè, hoặc là những khi bé khám bệnh, hoặc là những khi bé đến tiêm chủng. Như vậy thì việc kết hợp giữa việc khám nhi khoa phát triển sẽ cùng với cái việc mà tiêm ngừa an toàn đó, nó sẽ tạo nên nền tảng sức khỏe thế nào cho bé, và tầm quan trọng của việc tiêm ngừa đúng lịch đầy đủ cho trẻ là gì. Và Thùy Anh xin mời phần chia sẻ tiếp theo của bác sĩ Phương ạ. Dạ, xin mời bác sĩ. Cảm ơn Thùy Anh. Kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì thật sự mà nói thì tất cả chúng ta ngồi đây chắc hẳn là ai cũng biết rõ về lợi ích của vaccine cũng như lợi ích của việc tiêm chủng đầy đủ. Vaccine là một thành tựu khoa học rực rỡ trăm năm của ngành y học dự phòng. Và nhờ có vaccine mà chúng ta đã đẩy lùi được rất nhiều dịch bệnh trước đây lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Vậy thì tại sao cái việc tiêm phòng lại được đặc biệt chú trọng đối với trẻ nhỏ? Tại vì đối với em bé nhỏ, đặc biệt là những bé mới sinh và dưới 3 tuổi, thì hệ miễn dịch của con là rất là non yếu và con hoàn toàn là không có khả năng chống chọi với bệnh tật như là người lớn, vì hệ miễn dịch còn đang phát triển, đang hoàn thiện. Vì cái việc mà mình tiêm vaccine á, nói một cách dễ hiểu là vaccine là mình sẽ cho con tiếp xúc với tác nhân gây bệnh đã được làm yếu đi, hoặc là một phần của tác nhân gây bệnh. Thì chính vì cái việc tiếp xúc như vậy thì hệ miễn dịch của con sẽ được dạy cái cách làm sao để mình có thể chiến đấu với những tác nhân gây bệnh thật sự, để cho cơ thể con không bị mắc bệnh. Và khi mình tiêm vaccine những mũi lặp lại như vậy, tức là mình đang dạy cho hệ miễn dịch của trẻ nhiều lần như vậy, thì đến khi mà con tiếp xúc với tác nhân gây bệnh thật sự thì con sẽ biết cách bảo vệ cơ thể con, biết cách chống chọi với tác nhân gây bệnh đó, và con sẽ không có bị mắc bệnh. Cho nên là cái việc mà con tiêm ngừa đúng lịch đầy đủ sẽ giúp cho con tránh được rất là nhiều cái nhóm bệnh nguy hiểm. Và ở Phương Châu thì việc tiêm ngừa sẽ được phối hợp với chương trình khám nhi khoa phát triển để mang lại rất là nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé. Đối với bản thân bé thì tất nhiên tiêm ngừa đầy đủ sẽ giúp cho con có một cái nền tảng sức khỏe tốt và con tránh được nhiều nhóm bệnh nguy hiểm. Tiêm ngừa tại Phương Châu sẽ an toàn vì sẽ có một đội ngũ bác sĩ điều dưỡng theo dõi con và xử trí các phản ứng sau tiêm kịp thời. Đồng thời cái việc mà phối hợp với chương trình khám nhi khoa phát triển như bác Trung vừa trình bày phần trước thì sẽ giúp cho bác sĩ nhi có thể theo dõi được ngoài cái sức khỏe con không bị mắc bệnh ra, còn phải theo dõi các mốc phát triển về thể chất, cân nặng, chiều cao, vòng đầu, các mốc phát triển về tâm lý, hành vi, phát triển vận động, phát triển giao tiếp xã hội một cách toàn diện và tổng thể hơn. Và mình phối hợp chung với cái lịch tiêm ngừa thì sẽ thuận tiện cho ba mẹ rất là nhiều. Ba mẹ sẽ tiết kiệm được thời gian, mình không cần phải di chuyển. Hôm nay tôi đến khám tiêm ngừa chỗ này, ngày mai tôi phải đi đến khám định kỳ nhi khoa phát triển ở chỗ khác, sẽ mất thời gian rất là nhiều. Cho nên khi mình phối hợp chung như vậy thì sẽ mang lại lợi ích cho bé và thuận tiện rất là nhiều cho việc di chuyển cũng như là công việc của ba mẹ. Trung cũng bổ sung thêm cái phần chia sẻ của bác Mai Phương á, là cái việc tiêm ngừa đó không những là phòng ngừa cho em bé mà
nó giúp cho cộng đồng cũng như là quốc gia cũng như là toàn cầu có thể chấm dứt được những cái loại dịch bệnh đó. Ví dụ chúng ta biết là trước đây cái tỷ lệ mà bệnh bại liệt nè, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, các cái bệnh viêm gan siêu vi, viêm gan siêu B nó rất là chiếm tỷ lệ rất là nhiều, ngay cả bệnh lao cũng vậy. Thì nhờ cái chương trình tiêm chủng mở rộng á, mà hầu hết các cái bệnh hiện nay thì là gần như là xóa sạch. Ví dụ như các cái bệnh như là bại liệt á, hầu như là không còn nữa. Cái tỷ lệ mà bị trẻ em bị ho gà đó rất là hiếm, cực kỳ hiếm gặp. Chỉ gặp đâu đó lâu lắm bác sĩ mới gặp một trường hợp, đôi khi cả đời hành nghề y cũng không gặp cái trường hợp ho gà nào luôn. Một số loại bệnh khác cũng vậy. Đó là nhờ cái chương trình tiêm chủng mà triệt tiêu được các cái bệnh mà có thể lây truyền ở trong cộng đồng. Cảm ơn phần chia sẻ từ bác sĩ Trung và bác sĩ Phương. Hiện tại có một khách hàng loan lê, chắc là sẽ xin mời bác sĩ Trung giải đáp. Thì khách hàng có hỏi là bé rối loạn ngôn ngữ thì có nhất thiết phải can thiệp đi học hay không? Cái vấn đề can thiệp ngôn ngữ nó cũng tùy theo cái tình trạng của em bé, cái mức độ và cái độ tuổi của em bé mà mình sẽ can thiệp. Ví dụ như những em bé mà mới là 2 tuổi chẳng hạn, 2 tuổi mấy hơn rồi bắt đầu đi nhà trẻ, đi gửi nhà trẻ, là trong đó có những em bé khác. Thì nếu mà trước đây mà trong gia đình mình ba mẹ bận đi làm, chỉ có người bảo mẫu hoặc là chỉ có ông bà lớn tuổi chăm á, thì cái khả năng mà tương tác giao tiếp với những người lớn tuổi chênh lệch nhau rất là nhiều, hoặc là không biết mà cách giao tiếp với con á, thì cái môi trường nhà trẻ đó cũng là một cách để tạo điều kiện cho con. Nhưng mà thường á, là cái can thiệp về ngôn ngữ thì mình gia đình mình cũng nên lên nhớ là con nó học nó phải đúng giai đoạn và độ tuổi thì cái can thiệp đó nó mới được tốt. Thứ hai nữa là mình cũng nên lưu ý là cái học ngôn ngữ á, thì là bé nó phải có giao tiếp, tức là có giao tiếp nè, do giao tiếp thì con nó mới học được, nếu không có giao tiếp thì không học ngôn ngữ được. Rồi phải cho con nó bắt chước, ví dụ như mình nói mình lặp lại cái từ đó cho nó đúng để em bé nó bắt chước theo những cái từ mà mình hướng dẫn cho con đó. Và cái nữa là thực hành, tức là để cho con nó nói lên những cái câu hay là những cái gì nó mong muốn. Ví dụ như một em bé mà nó 2 tuổi, nó muốn cái chai banh nó chơi, hoặc là nó muốn chiếc xe hơi nó chơi, mà nó không có nói với mẹ nó là con thích banh hay là con thích xe hơi. Thì mà nó cứ chỉ đó, rồi là ba mẹ nó muốn là ba mẹ đưa cái chiếc xe hơi hay chai banh nó cho con. Nhưng mà ba mẹ là cứ thấy con á là cứ mỗi lần chỉ rồi cái không được á, chỉ là không có nói ra cái từ đó, từ mình muốn, rồi cái là ăn vạ, nằm vật ra ăn vạ, khóc nếu mà không lấy được cái món mà mình thích, thì là không có nói cái yêu cầu của mình, mà ba mẹ cứ thấy con ăn vạ là lấy trái banh hay lấy cái xe hơi đưa cho con, không có để cho con nói, không có để con giao tiếp nói cái điều mình muốn. Thì cứ tình trạng nó kéo dài như vậy là con nó sẽ bị rối loạn ngôn ngữ càng ngày càng nặng hơn, và cái hành vi cũng sẽ xấu hơn. Cái hành vi là hay ăn vạ hay nằm vạ, rồi tính khí như vậy nó sẽ xấu hơn. Thì thành ra là phải để con nói cái điều mà con muốn, đó là một cái thực hành đó. Như vậy là sẽ giao tiếp, học giao tiếp, tương tác nè, rồi bắt chước cái lời nói, rồi sau đó là thực hành những cái điều đó. Cái can thiệp ngôn ngữ nó có nhiều vấn đề và nhiều vấn đề khác nữa. Thì anh cảm ơn phần chia sẻ từ bác sĩ Trung. Như vậy thì mình cũng có thể hiểu là dù cái cuộc sống xã hội hiện đại thì bố mẹ vẫn nên dành những cái thời gian mà mình ngoài cái việc chăm sóc, mình cũng quan tâm thật là nhiều đến đời sống của các con, mình gần gũi hơn, mình yêu thương nhiều hơn. Rồi từ những cái sự chăm sóc gần gũi đó thì mình sẽ quan sát được những cái dấu hiệu nếu mà bé có bất thường. Dạ vâng, và hiện tại Thùy Anh đang nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả đang gửi về chương trình. Thùy Anh xin được phép được đọc các câu hỏi này. Một câu hỏi từ khách hàng Trăm Trần, khách hàng hỏi là trẻ sơ sinh bổ sung D3 thì có cần bổ sung thêm canxi không ạ? Xin mời bác sĩ Phương chia sẻ. Cảm ơn Thùy Anh và cảm ơn câu hỏi của khách hàng. Thật sự thì để đánh giá một em bé có cần bổ sung vi chất gì hay không thì mình phải đánh giá trực tiếp trên từng cá thể. Về khuyến cáo chung
khuyến cáo chung của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ á, thì đối với trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ bú mẹ hoàn toàn, thì mình chỉ cần bổ sung vitamin D3 mỗi ngày 400 đơn vị là được, và bổ sung sắt dự phòng sẽ thực hiện từ 4 đến 6 tháng. Trong giai đoạn mà từ sơ sinh đến giai đoạn 4 tháng thì không cần bổ sung thêm gì ngoài vitamin D3. Tuy nhiên là mình cũng phải đánh giá về cái tốc độ tăng trưởng của em bé này, con đang tăng trưởng như thế nào, con bú có giỏi không, tổng lượng sữa, nhu cầu sữa của con cái lượng con bú nó có đủ nhu cầu hay không. Tại vì sữa là nguồn chính, là cái nguồn chính để cung cấp canxi trong giai đoạn này. Nếu như em bé khỏe mạnh, em bé bú sữa tốt, đủ theo nhu cầu của lứa tuổi thì mình không cần phải bổ sung thêm canxi. Còn nếu như em bé bú không đủ nhu cầu hoặc là con có những biểu hiện của việc thiếu canxi thì có thể bổ sung. Cho nên là mình sẽ bổ sung theo chỉ định của bác sĩ, chứ mình sẽ không tự ý bổ sung canxi thường quy. Chỉ có một chất mình bổ sung thường quy, đó là vitamin D3 thôi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của chị Phương. Và một câu hỏi là liên quan đến nhi khoa phát triển. Bé trai nhà em 3 tuổi và cháu rất là ít chơi với trẻ cùng trang lứa, chỉ thích chơi một mình thôi và rất là ít tập trung. Như vậy thì em phải chăm sóc bé thế nào? Xin mời bác sĩ Trung ạ. Cái tình trạng này cũng cũng hay gặp. Nhưng mà nếu mà nói như thông tin mẹ đưa như vậy không, nó đơn thuần như vậy không, thì cũng chưa có đánh giá đầy đủ cái vấn đề của con. Là chơi một mình là do đâu. Có nhiều bé là trong gia đình mà chỉ có một mình thôi á, tức là có ba mẹ rồi ông bà, rồi có một mình con thôi, không có cái anh chị hay là các cái bé xung quanh á, thì con quen cái cách kiểu chơi một mình á, thì nó cũng hay như vậy. Nhưng mà thường đa số là các cái bé ở tuổi này á, là trước 2 tuổi á, thì thường là thích chơi với cả anh trai anh gái luôn, tức là cả cái cùng giới với mình hay là khác giới với mình luôn. Chơi cũng hay giành đồ chơi, rồi chơi nhau, nhưng mà rồi cũng có chia sẻ, rồi cũng hay giành đồ chơi, cái tật, cái tính là như vậy. Cái đó là cái độ tuổi của con là nó như vậy. Nhưng mà những bạn mà chỉ, tức là trước đây đã cũng có, trong cái môi trường cũng có những trẻ khác, cũng có những bé khác, rồi cũng đã từng đi học chẳng hạn, ở trong nhà trẻ chẳng hạn, nhưng mà sau đó là tách biệt, tức là chơi một mình, hoặc là chơi một cái trò chơi lặp lại. Chơi một trò chơi lặp lại, tức là cứ cái chiếc xe hơi đó, cho nó cứ cầm cái chiếc xe hơi, nó chạy tới chạy lui, chui vô một cái góc, cứ chơi với chiếc xe hơi, chạy tới chạy lui, không có thích món chơi gì khác, thì cái trường hợp đó là mình phải đánh giá kỹ, mình phải sàng lọc kỹ. Mà cái nguy cơ cao nhất đó là cái khả năng mà bé bị tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, thì cần phải đánh giá toàn diện hết, và cần phải có những công cụ sàng lọc thì mới đánh giá. Tại vì nếu mà mình phát xét sớm lắm á, thì mình can thiệp có thể là nó quá mức, hoặc là mình đánh giá không đúng á, thì mình sẽ can thiệp nó muộn đi. Thành ra những em bé đó cần phải đi khám, và nếu cần á, thì bác sĩ nhi tổng quát sẽ hướng dẫn đến một cái chỗ mà họ sẽ sàng lọc cái rối loạn phổ tự kỷ cho con. Cảm ơn phần chia sẻ từ bác sĩ Trung. Và một câu hỏi liên quan đến tiêm ngừa của khách hàng phát hô hỏi là em bị viêm gan B, em sợ di truyền cho bé em mới sinh được nửa tháng thì có tiêm viêm gan B được không? Thưa bác sĩ Phương ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn, câu hỏi rất là hay. Nhưng mà không biết là người hỏi đây là bố hay là mẹ của em bé. Tại vì là viêm gan B thì mình sẽ biết là nó sẽ lây qua đường máu, đường quan hệ tình dục và đường từ mẹ sang con. Cho nên nếu mà mẹ bị viêm gan B và mẹ lo lắng đến việc lây truyền viêm gan B cho con thì có cơ sở. Và hiện nay á, là khi mà trước khi mình sinh con là mình đã được khám thai và xét nghiệm tất cả các bệnh truyền nhiễm mà nó liên quan tới con đường mẹ con, ví dụ viêm gan B là nằm trong cái nhóm mình đã có xét nghiệm trước rồi. Và nếu như mà bà mẹ bị viêm gan B thì khi sinh á, các con, đặc biệt là tại Phương Châu, là sẽ được tiêm thứ nhất là một mũi viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, đó là vaccine viêm gan B. Và thứ hai nữa là cái kháng thể viêm gan B. Kháng thể viêm gan B thì nó sẽ là miễn dịch thụ động, tức là nó sẽ ngay lập tức là nó có kháng thể để giúp con chống lại cái virus viêm gan B có thể lây từ mẹ. Và cái vaccine viêm gan B nó là cái miễn dịch chủ động, tức là nó giúp cho cơ thể của đứa bé nó tự tạo được kháng thể. Và sau đó thì tiếp tục là mình sẽ còn cái lịch tiêm viêm gan B nhắc lại các mũi vào lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, tích hợp chung với cái mũi 6 trong 1. Mũi vaccine 6 trong 1 mình đi tiêm lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là đã có viêm gan B lúc đó rồi. Cho nên nếu mà cái mốc 2 tuần tuổi thì mẹ không nhất thiết phải tiêm thêm mũi viêm gan B nữa. Mình cứ đi theo đúng lịch. Nếu mà đã được tiêm đầy đủ lúc sinh
thì tới 2 tháng mình tiêm tiếp mũi 6 trong 1 và đi đủ các phác đồ 4 mũi 6 trong 1 là nó có kháng thể viêm gan B. Và mình cũng, bác sĩ cũng lưu ý mình thêm một vấn đề nữa là trên các bà mẹ bị viêm gan B á, thì em bé sinh ra vào giai đoạn từ 9 đến 12 tháng tuổi, con sẽ được xét nghiệm viêm gan B tại Phương Châu. Thứ nhất là mình sẽ xem là con có bị lây nhiễm từ mẹ hay không. Và thứ hai là mình cũng định lượng được cái nồng độ kháng thể để mình đánh giá xem à em bé này lúc nhỏ mình tiêm 3 mũi 6 trong 1 như vậy là con đã có đủ kháng thể viêm gan B hay chưa. Thì nếu kháng thể của con đã đủ rồi, tức là con đã có một cái lá chắn bảo vệ trước bệnh viêm gan B đủ rồi đó, thì mình sẽ không cần tiêm thêm nữa. Mình chỉ nhắc cái mũi 6 trong 1 lúc 16 đến 18 tháng cho đủ phác đồ là được. Còn nếu như mà mình xét nghiệm mà thấy kháng thể của con thấp thì bác sĩ sẽ cho mình thêm một cái phác đồ tiêm bổ sung để con đủ kháng thể viêm gan B. Cho nên là mẹ sẽ cho con đi tiêm theo đúng lịch và xét nghiệm lại lúc từ 9 đến 12 tháng tuổi. Dạ, rồi. Xin cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Phương. Và một câu hỏi tiếp theo chắc sẽ mời bác sĩ Trung giải đáp. Khách hàng có tên là Nguyễn Trường Duy. Khách hàng hỏi là con em 7 tuổi nhưng hay bị nhức chân. Bác cho em hỏi có phải do hậu quả của việc lúc nhỏ bé biết đi sớm lúc 9 tháng hay không? Em phải bổ sung gì cho bé để xương khớp bé tốt hơn? Không biết là tại cái thông tin mà anh đưa ra thì nó không đủ, bé này bé trai hay bé gái, rồi con có chơi một môn thể thao gì đó hay không. Thì nói chung là khi mà khám mà đưa ra cái vấn đề mà lo lắng của này á, thì bác sĩ sẽ hỏi tất cả các thông tin. Thường cái tuổi mà 7 tuổi là tuổi học tiểu học, là lớp 2 rồi á, thì nó không có liên quan đến cái chuyện mà đi sớm của lúc là trước 12 tháng thì nó không có liên quan gì với nhau hết. Nhưng mà nó có thể là mình phải lưu ý lại là cái bàn chân, cái tư thế bàn chân với lại cái giày dép của con chẳng hạn là nó có phù hợp không. Tại vì đôi khi cái bé nó đi sớm quá đó, cái trục của cái xương cẳng chân với lại bàn chân có thể nó khác. Thành ra là những cái đó là phải đánh giá lại xem nó có ảnh hưởng đến cái việc đi lại cũng như là các cái trò chơi thể thao của con sau này hay không. Cái bàn chân con có bị bàn chân bẹt hay là gì đấy hay không. Rồi nó cũng liên quan đến những cái sinh hoạt hàng ngày của con, cái tư thế, những cái sinh hoạt rồi những cái trò chơi thể thao của con hàng ngày nữa. Xem nó có vấn đề hay không, rồi coi đánh giá là các cái vấn đề về dinh dưỡng, về thể chất nó có liên quan không. Cho nên là thường những bé như vậy, nếu mà mình lo, ba mẹ lo lắng thì khi mà đến gặp trực tiếp bác sĩ thì bác sĩ sẽ đánh giá nó toàn diện. Còn đối với lứa tuổi này thì bác Trung cũng khuyên là nên cho con hoạt động thể chất, tại vì cái hoạt động thể chất thì làm cho xương khớp con nó khỏe hơn. Những bé mà họ chơi thể thao hoạt động thể chất là từ tức là năng động là từ trước 5 tuổi và bắt đầu chơi môn thể thao gì đó là 5 tuổi trở đi, thì những cái đó nó phát triển cái xương khớp của con nó khỏe hơn, cái cơ cũng khỏe hơn, chiều cao con nó cũng sẽ tốt hơn đối với những bé mà nó chơi thể thao nó thường xuyên. Rồi nói về sức khỏe, về tim mạch, rồi về huyết áp sau này, hay là các cái bệnh về béo phì, rồi cái khả năng năng động của con á, những cái bé nó chơi thể thao thường nó sẽ năng động hơn, máu lửa hơn thì nó sẽ tốt hơn. Thành ra là cho con chơi những cái hoạt động thể chất. Thì còn cái vấn đề về đau chân thì cũng nên gặp bác sĩ để xem lại nếu mà nó diễn ra thường xuyên. Dạ, cảm ơn bác sĩ Trung. Thì ở Phương Châu của mình đang tự hào là cái đơn vị đầu tiên mà trong cả nước triển khai chương trình nhi khoa phát triển. Như vậy thì mình theo bác sĩ Trung thì mình có khuyến khích các bậc cha mẹ là nên cho bé đi khám theo cái chương trình này là trong cái độ tuổi bao nhiêu đó bác? Để mà ba mẹ mình có cái lưu ý về vấn đề này. Cái chương trình nhi khoa phát triển trước đây á, là trước đây ở Hoa Kỳ, ở Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, họ đưa ra một cái chương trình Bright Future, tức là dịch ra tiếng Việt là tương lai tươi sáng á, tức là một cái chương trình giám sát sức khỏe trẻ em rất là toàn diện từ sau sanh. Thì sau này khi mà cái xã hội càng phát triển, cái tốc độ phát triển càng tăng, rồi cái kết nối, cái giao tiếp của gia đình đó, nó càng dần nó ít đi, cái gắn kết nó càng ít đi. Rồi trong những năm mà, đặc biệt là nó bùng phát trong những năm mà đại dịch Covid-19 đó, thì những cái khủng hoảng xã hội đó nó cũng càng nặng nề hơn. Cái khả năng stress, trầm cảm của gia đình đó, nó, của người lớn, nó ảnh hưởng đến em bé nó nhiều hơn.
Thành ra cái những cái tỷ lệ mà những em bé nó bị khiếm khuyết phát triển như là các cái rối loạn về ngôn ngữ, hành vi, tâm lý đó, tâm lý có thể là trẻ luôn, là lớn luôn ha, đến lớn luôn, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái những nơi mà ảnh hưởng nhiều nhất lại là những nước phát triển nhiều mạnh nhất, ví dụ như ở Hoa Kỳ là bị nhiều nhất, cao hơn các nước ở châu Âu, cao hơn các nước ở châu Á. Nó thành ra khi cái chương trình đó họ khuyến cáo phát triển rộng rãi các nước là như vậy. Và cái độ tuổi tốt nhất á, là tại vì con sanh ra là sau sanh là được tái khám sau sanh một tháng, là tái khám lúc một tháng là bác sĩ sẽ đánh giá rồi hướng dẫn cho gia đình cái cách chăm sóc rồi, thì cái giai đoạn tốt nhất là bắt đầu từ 2 tháng, tại vì 2 tháng tuổi trở đi á, là các cái gắn kết của ba mẹ, cái chăm sóc của ba mẹ còn quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà những cái vấn đề về dinh dưỡng nè, rồi về giao tiếp, ngay cả cái cách mà cho con ngủ á, nó cũng không an toàn. Tại vì trong cái chương trình Di khoa phát triển Bắc Trung chưa nhắc là nó còn giúp cho cái an toàn trong cái sinh hoạt hàng ngày nữa, từ cái độ tuổi mà sau sanh. Ví dụ như là cái tuổi mà nhũ nhi á, trước 12 tháng á, thì cái cách làm sao cho an toàn trong cái sinh hoạt hàng ngày của bé, là an toàn trong lúc ngủ, an toàn với cái môi trường xung quanh, hoặc là khi bé nó biết lật, biết ngồi, biết bò đó, làm sao cho an toàn. Rồi sau cái tuổi biết đi thì an toàn trong cái sinh hoạt hàng ngày như thế nào, thì cũng sẽ, bác sĩ cũng sẽ hướng dẫn cho gia đình kỹ hơn. Nó như vậy là qua câu hỏi của Thùy Anh đó, là chúng ta biết là cái chương trình Di khoa phát triển các bé nên được thăm khám từ lúc 2 tháng tuổi trở đi, gắn với cái thời điểm mà tiêm ngừa cái mũi 6-1 với phế cầu á, uống Rota đó, thì bắt đầu là đã theo cái chương trình đó rồi. Cảm ơn bác sĩ Trung về phần chia sẻ vừa rồi. Như vậy thì quý phụ huynh mình có thể lưu ý là từ 2 tháng tuổi trở đi thì bé đã có thể khám theo chương trình của Nhi khoa phát triển kết hợp với việc tiêm ngừa mũi 6-1. Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo của khách hàng Kim Ly hỏi về vaccine là con em vừa tiêm viêm não Nhật Bản về nhưng hôm sau bé bị ho sổ mũi. Bác sĩ cho em hỏi đó có phải tác dụng phụ của thuốc hay không, và em có thể cho bé uống thuốc ho sổ mũi được luôn hay không, thưa bác sĩ Phương ạ? Cảm ơn câu hỏi của khách hàng Kim Ly, cảm ơn Thùy Anh. Thì những cái tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine mình thường gặp có thể là sốt, sưng, đau chỗ tiêm, bé có thể quấy khóc, bứt rứt, khó chịu trong vòng 48 đến 72 giờ sau tiêm. Một số loại vaccine mà nó có những cái tác dụng phụ riêng hơi đặc biệt hơn, ví dụ như là đối với vaccine cúm thì khi mình tiêm về con sẽ có một số triệu chứng giống giả cúm, con ho, sổ mũi ít chẳng hạn, hoặc là vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus thì sau khi uống xong thì con có thể đi phân hơi lỏng hoặc phân xanh trong vòng 1 đến 2 tuần sau khi uống. Thì riêng đối với vaccine viêm não Nhật Bản thì rất ít khi có tác dụng phụ là ho, sổ mũi. Nếu có chăng nữa thì cũng là sốt hoặc là sưng đau chỗ tiêm, hoặc là con bứt rứt, quấy khóc, khó chịu thôi. Nên cái việc ho, sổ mũi này khả năng cao là con đang bị một cái đợt bệnh, và có thể là nó trùng hợp ngay cái đợt con vừa tiêm ngừa về. Nên là mình nghĩ là do phản ứng sau tiêm thì cũng có cơ sở. Đối với trường hợp này thì bác sĩ khuyên là mình nên cho con đến thăm khám lại tại cơ sở y tế, và nếu cần thì con vẫn có thể uống thuốc điều trị ngay sau khi tiêm vaccine được, mà những cái thuốc này nó sẽ không ảnh hưởng đến tác dụng của vaccine. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Phương. Thì cả nhà thân mến, việc đồng hành của bác sĩ và ba mẹ trong từng giai đoạn phát triển của trẻ là vô cùng cần thiết. Thì bên cạnh cái việc chăm sóc của ba mẹ về thể chất, về tinh thần, thì ngược lại ba mẹ cũng sẽ có học hỏi được từ con rất là nhiều điều hay về cái sự thông minh, về cái tâm hồn nhạy cảm và sự tử tế của các con. Thì việc theo dõi và tham vấn chương trình giám sát nhi khoa phát triển cần được thực hiện cùng lúc khi bé đến tiêm ngừa tại bệnh viện. Thì trước khi kết thúc chương trình thì Thùy Anh xin mời bác sĩ Trung mình sẽ tóm tắt lại những cái nội dung chính của chương trình hôm nay để quý vị phụ huynh có thể nắm được, và chúng ta có một cái chế độ chăm sóc và quan tâm đến con trẻ của mình nó hiệu quả hơn. Thì xin mời bác sĩ ạ. Cảm ơn Thùy Anh. Như khi mà lúc đầu mà triển khai chương trình này và triển khai chương trình live stream á, thì bác sĩ Trung cũng nói với Thùy Anh là cái chương trình Nhi khoa phát triển là một cái chương trình gắn kết yêu thương. Nó kết nối lại cái tình yêu thương mà của ba mẹ đối với con, cũng như là bác sĩ là một cái người hỗ trợ cho cái mối gắn kết đó. Tại vì ba mẹ yêu thương con không hết mà mình càng ngày vì cái thời gian hay vì cuộc sống hay vì gì đó mà mình xa rời nó dần dần á, mình bỏ quên, có thể là mình bỏ quên nó dần dần đi. Thì cái chương trình này khi mà cùng đồng hành với nhau á, thì sẽ làm được cái điều đó. Và
Và trước đây thì khi mà được hướng dẫn cái chương trình này triển khai á, thì người thầy ở bên Mỹ của bác sĩ Trung cũng có hướng dẫn rất là nhiều, và bác sĩ Trung cũng hứa là một cái mô hình, nếu mà mô hình mình làm tốt ở Phương Châu thì những cái mô hình như vậy sẽ lan tỏa ra các cái bệnh viện và các cái trung tâm khác để cho các em bé Việt Nam nó được thụ hưởng cái chương trình đó. Đó là một cái ý nghĩa của chương trình. Và chúng ta cũng, Thùy Anh cũng như bác Trung cũng như bác Mai Phương đã nhắc lại nhiều lần, thì cái chương trình này là mình giúp cho việc phòng ngừa các cái vấn đề về sức khỏe, không phải là những vấn đề sức khỏe cấp tính, mà những vấn đề về sức khỏe bên cạnh sức khỏe về thể chất còn là sức khỏe về tâm hồn, chưa nói là về tâm linh đó nha. Là tại vì một em bé mà sinh ra trong cõi đời này thì đôi khi ngoài cái vấn đề di truyền là còn những cái vấn đề khác nữa, từ ba mẹ ra thì còn những cái có thể là từ những vấn đề khác, thì cái chương trình đó nó cũng sẽ giúp để nâng cái khả năng đó lên, của con trẻ lên. Thì chúng ta nên thực hiện lúc mà bé được thăm khám lúc 2 tháng tuổi, ở cái thời điểm tiêm ngừa là dễ nhớ nhất, và nó đồng hành với cái thời gian mà bé đến tiêm ngừa, để mà bác sĩ giúp cho gia đình phòng ngừa hết tất cả các cái vấn đề, ngoài vấn đề về thể chất còn là vấn đề về phát triển tâm lý, hành vi, về ngôn ngữ, giao tiếp, các cái an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như là an toàn khi con đi học ở trường. Còn ngoài ra là còn ở lứa tuổi lớn hơn, trong thời lực lượng ngắn của chương trình livestream bác sĩ Trung không đủ chia sẻ, thì đối với những trẻ lớn hơn là còn vấn đề, rất là nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như là cảm xúc, các cái vấn đề về tâm lý, trầm cảm, lo lắng, áp lực ở trường học, áp lực từ môi trường xung quanh, áp lực từ có thể là từ gia đình, hay là từ bạn bè nữa, bạn bè đồng trang lứa nữa cũng là một áp lực cho con nữa. Thế thì như vậy là một em bé là một cái cá thể, và xung quanh là môi trường, chưa nói là môi trường trên internet và cộng đồng mạng, rồi internet, rồi truyền thông đó. Thì tất cả như vậy là nó sẽ tác động vào con. Thì con là một cái cá thể mới lớn lên thôi, mới tiếp cận những vấn đề đó, thì phải biết lọc ra những cái vấn đề gì là tốt, những vấn đề gì là không tốt, vấn đề gì là xấu, vấn đề gì là không an toàn, để mà phòng tránh cái đó và giúp cho con phát triển thành một cái cá nhân mạnh khỏe về sức khỏe, về tâm hồn, cho xã hội, cho gia đình nói chung hết. Cảm ơn phần tóm tắt vừa rồi từ bác sĩ Trung, và chắc Thùy Anh xin phép, dù đã bác Trung đã tóm tắt rồi, nhưng mà có một câu hỏi của khách hàng này cũng đang nhắn về chương trình mà hỏi đến 2-3 lần, nên Thùy Anh xin phép đọc để bác Trung có thể hỗ trợ cho khách hàng. Thì bạn Đan Thùy Võ có hỏi là: em xin phép hỏi về việc bé chậm nói, đôi khi 3 tuổi vẫn chưa nói được nhiều. Vậy là nguyên nhân là từ lúc mang thai hay là do ba mẹ ít trò chuyện mà ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bé ạ? Thưa bác Trung. Thường là trong thời gian mang thai mà để ảnh hưởng đến cái phát triển của con á, thường nó phải rất nặng nề. Tức là một em bé đó là có thể là bị khuyết tật về thần kinh á, thì mình mới nói là do cái thời gian mang thai hay là một cái bệnh nặng gì sau đó. Còn nếu trước đó không có vấn đề gì hết á, thì không phải là do thời gian mang thai. Cũng không phải là mình đổ lỗi cho hoàn toàn là do ba mẹ, tại vì nó còn rất là nhiều yếu tố khác nữa. Thì khi bác sĩ đánh giá thì bác sĩ mới link nó lại là những vấn đề này do ở bản thân em bé, hay là do cái môi trường hàng ngày, hoặc là cái tương tác, cái giao tiếp hàng ngày nó bị thiếu vắng đi, hoặc là đôi khi là do những cái từ bản thân em bé, có thể là tại vì những cái vấn đề về tâm lý, hay là những cái vấn đề về như là rối loạn phổ tự kỷ, nó còn ảnh hưởng đến yếu tố về gen, về đột biến nữa. Thế nên là mình cũng không có đổ lỗi hoàn toàn là do cái vấn đề ở ba mẹ. Thì những trường hợp như vậy á, nếu mà ba mẹ mà hỏi 3-4 lần ở trên livestream á, thì thật sự là đang lo lắng á, thì cũng nên có một cái thời gian ngồi lại cùng với bác sĩ. Tại vì trong một thời lượng ngắn như thế này á, mình không thể giải quyết được hết cái vấn đề của con, mà vấn đề đó là ba mẹ đang rất là lo lắng. Thì thành ra là có một cái buổi hẹn với bác sĩ Trung hay là bác sĩ Mai Phương ở đây, để bác sĩ sẽ hỗ trợ và hướng dẫn thêm cho ba mẹ cách mà giao tiếp với con, hay là cách để cho con nói giao tiếp được tốt hơn.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Trung. Hy vọng thì qua cái phần chia sẻ này, tuy nó ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng giúp cho ba mẹ mình yên tâm được phần nào, và chúng ta có thể nhanh chóng sắp xếp thời gian để đưa bé đến thăm khám. Thì kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã sắp kết thúc rồi, nhưng mà hiện tại Thùy Anh đang còn nhận rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về. Và cả nhà mình ơi, những cái câu hỏi nào mà chưa kịp được chuyên gia giải đáp trong livestream tối nay thì quý anh chị hãy nhắn tin đến hộp thư của Bệnh viện Phương Châu để được bác sĩ trực tiếp giải đáp ạ. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Thùy Anh xin gửi lời cảm ơn bác sĩ Trung, bác sĩ Phương và quý vị khán giả đã sắp xếp thời gian để chúng ta cùng tham gia trong livestream tối hôm nay. Thương chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Phương Châu xin cảm ơn và xin chào. Cảm ơn Thùy Anh và cảm ơn các anh chị tham gia chương trình livestream cùng chia sẻ với bác Trung, bác Mai Phương và Thùy Anh. Cảm ơn bác Trung, cảm ơn Thùy Anh.